Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Nguyên đây. Mời các bạn đến với một địa điểm mới, đó là khách sạn Le Centre ở 22B Lê Lai. Đây là một khách sạn mới kiểu mẫu, sang trọng, rất chảnh, đẹp, phong cách mới mẻ và mọi thứ được sắp xếp rất quy củ, đẹp. Nó nằm trên khách sạn Tre Xanh ở đường Lê Lai, đối diện quán cơm Hương Quê đó, nhà hàng Hương Quê đó các bạn. Đây là một khách sạn lớn, còn tới tầng 90 tầng các bạn. Khách sạn xây dựng kiến trúc kiểu rất Tây, đẹp, phong cách trang nhã Le Centre Hotel. Ở đây việc trang trí, sắp xếp và cả không gian đều rất thoáng đãng, đẹp, sang trọng, bắt mắt, quý phái. Nó thực sự đẳng cấp và dành cho nhiều khách hàng tầm sang và tầm trung, với mức phòng và giá phòng có thể chấp nhận được ở dạng 3 sao và 4 sao, 450 ngày thường đối với khách thường nếu một giường, và 500, hơn 50 ngàn đối với khách đi đôi, hai người một phòng. Nếu như phòng đôi thì 600 đối với một người, và nếu có hai người thì tầm 700-800, giá cả phải chăng. Không gian thì thoáng, tươi mát, mọi thứ đơn giản nhưng sắp xếp và trang trí rất đẳng cấp các bạn nha. Mình có dịp ghé qua khách sạn Le Centre, cô chủ là một cô nàng dịu dàng, nhẹ nhàng, ôn hòa, rất yêu thương và quan tâm. Cả nhân viên ở đây họ cũng rất lịch sự, niềm nở, nhẹ nhàng và lịch thiệp và chuyên nghiệp các bạn. Ở đây có nhà ăn sang, sáng và thoáng. Khi nào khách đông thì có tiệc buffet ở ngay tầng 1 ở đại sảnh. Các bạn sẽ thấy sự đơn giản, thiết kế rất công phu, có sân vườn để cho các quý khách cảm thấy là trang hòa với thiên nhiên, nhưng vẫn rất sang trọng và thoáng. Tất cả các bức tường đều ốp lát gạch với một màu trang nhã, dịu dàng, nhẹ nhàng. Các cái đường bậc thang tam cấp đi lên khách sạn ở các tầng với màu sắc nhẹ nhàng, nền nã như thế này. Đứng từ trên ban công, đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống, các bạn sẽ thấy mọi thứ quy chuẩn, đẹp, sang và sáng, rộng, thoáng vô cùng. Mình có dịp vào Le Centre để gặp cô chủ và nói chuyện. Cô ấy thực sự là một cô chủ rất đẹp, xinh xắn, cá tính và dịu dàng. Ở Le Centre có ban công, có khuôn viên rộng thoáng các bạn. Đúng là ở đây trên lầu các bạn có thể có được không gian rất thoáng đãng, vì xung quanh nó đối diện với nhà khách. Ở đây khung cảnh xung quanh nhẹ nhàng, yên ả. Ở các ban công đều có những cây cảnh dễ thương, các chậu hoa nhẹ nhàng như thế này, làm cho. Thế nên nếu đến Pleiku Gia Lai, các bạn đừng bỏ qua Le Centre ở 22B đường Lê Lai, đối diện với nhà hàng Hương Quê và gần bên khách sạn Tre Xanh nhé. Mô hình mới, phong cách mới, kiểu nước ngoài nhưng mà đẹp, sang, sáng và thanh lịch. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái nét độc đáo, cao sang, quý phái nhưng không phải phô trương lời lệch. Các bạn sẽ thấy là khung đường cũng rất dễ đi và dễ tiếp cận, dễ tới. Ở ngay, nằm ngay khu vực chính, các bạn có thể từ đây có thể đi ra chợ, đi ra các ngã đường chính để mua sắm, ra các siêu thị hay ra nhà hàng, khách sạn khác, đều khuôn viên khác hay công viên đều rất tiện lợi.
tới Pleiku và thưởng thức dịch vụ nhà hàng khách sạn ở đây, đặc biệt là Le Centre 22B Lê Lai. Các bạn chắc chắn sẽ thích. Chúc các bạn có giây phút thư thả và vui vẻ hạnh phúc bất cứ lúc nào đến với phố núi Pleiku. Chúc các bạn có khoảng thời gian tốt đẹp nhất khi đến với phố núi Pleiku nhé. Tạm biệt các bạn.